Chào mừng các bạn đã đến với kênh Vivu Hạ Long. Hãy cùng chúng tôi khám phá một trong những hang động đẹp và kỳ vĩ nhất Bái Tử Long nhé. Thiên Cảnh Sơn là một hang động khá hoang sơ nằm trên vịnh Bái Tử Long và vịnh Hạ Long thuộc khu bảo tồn Cống Đỏ. Một điểm tham quan khá thú vị với du khách Việt Nam cũng như nước ngoài nhờ vẻ đẹp tự nhiên, các thạch nhũ đá vôi nguyên sơ và phong cảnh xung quanh tuyệt đẹp. Bên trong hang động, du khách có cơ hội thưởng thức một vẻ đẹp kỳ lạ của những thạch nhũ đá vôi hình thành từ hàng nghìn năm trước. Mức trần của hang động được bao phủ bằng một lớp thảm sáng bóng, vô vàn nhũ đá lấp lánh xuất hiện với hình thù độc đáo như đèn treo. Tượng đá, voi đá, hải cẩu, hoa sen tất cả dường như tạo ra một thế giới tưởng tượng kỳ vĩ thú vị. Để tham quan hang động, du khách sẽ phải leo lên khoảng 100 bậc đá. Tuy nhiên khi leo tới nơi, bạn sẽ cảm thấy ngỡ ngàng với phong cảnh tuyệt đẹp của vịnh Bái Tử Long và Hạ Long với tầm nhìn từ trên cao. Tại đây bạn có thể thỏa thích ngắm nhìn cũng như chụp những bức ảnh đẹp. Ngay dưới hang Thiên Cảnh Sơn là một bãi cát trắng mịn, thoải dài. Sau khi tham quan hang động, du khách có thể tự do tắm biển hoặc tham gia chèo thuyền kayak trên bãi cát này. Ngày nay có rất nhiều du thuyền tham quan đến thăm hang Thiên Cảnh Sơn. Nếu bạn muốn đặt tour hoặc nghe tư vấn thì hãy liên hệ ngay Vivu Hạ Long nhé.